Alo, chào anh em. Mấy nay đi lưỡi cũng nhiều nên mình ráng tranh thủ mình làm trước để sẵn. Để anh em có mua thì mình gửi luôn cho nó nhanh, khỏi mất công anh em phải đợi. Dù sao cũng đang tới mùa mưa rồi, cái này cá mắm cũng nhiều. Ở đây mình làm hai kiểu nha anh em. Làm hai kiểu sẵn là kiểu móng heo nè, với lại kiểu lưỡi ó của mình nè. Kiểu móng heo này thì đây có 5 cái. Đó. Móng heo này thì mình sẽ làm cái lưỡi cỡ chung ha nè, là 5 phân rưỡi là mình chưa đánh bóng nè, nó còn nguyên thép hết trơn nè anh em thấy không? Đó. Nhưng mà anh em nhìn là đặc điểm của lưỡi câu bên mình đó là mũi rất là bén ha, mũi rất là tinh, rất là bén. Nay sao điện thoại này nó dở đó. Mũi ngạnh thì như nhau hết. Cái lưỡi vực này thì mình không dám đảm bảo với anh em là trăm phát trăm chín, tại vì lưỡi vực thì khi mà gặp cá lôi vô cỏ hoặc là anh em nhóng sớm quá rồi cá nó đau nó dãy nó nhả sớm này thì 10 con cũng phải có 7 con do anh em sơ xuất. Nhưng mà lưỡi kéo này á thì khả năng anh em có sơ xuất thì nó cũng dính luôn, cho nên là mình thấy lưỡi này nó nhạy hơn. Đó. Lưỡi này thì nó có thể đạt 10 phát 10 con đó nè, lưỡi ó. Lưỡi này á, mình có thể đảm bảo với anh em là cá không bao giờ rơi giữa đường nha anh em. Anh em giật cẩn thận rồi đó, dính rồi đó thì cá không bao giờ rơi giữa đường được. Đó. Bự nhỏ gì đều như thế hết nha anh em. Cái việc mà rơi cá dưới đường là chuyện không thể nào xảy ra với lưỡi câu của mình. Lưỡi đó thì anh em nào giật đúng kỹ thuật thì nó dính mã đào hết luôn. Lưỡi này thì toàn là xây mã đào không anh em. Lưỡi đó ha. Anh em đặc biệt nhìn lưỡi đó, cái mũi nó nhìn rất là ghê. Để mình cầm ít ít lưỡi cho anh em coi. Cái mũi nó nhìn rất là ghê. Chết bà, rớt vô cái ly nước này. Mình luôn lúc nào cũng có để chén nước đó để mình lúc mình mài mình nhúng nước nha, để cho nó không bị nóng. Đó. Làm bán nhưng mà cũng phải kiệt cẩn thận để mình giảm ánh sáng xuống chút. Anh em thấy mũi không? Anh em nhìn qua video thôi mà đã thấy là nó bén rồi đó. Đó. Lấy nét lại cái. Nè. Anh em nhìn kỹ cái chóp mũi á. Mũi kéo thì nó phải như vậy thì nó mới nhảy được nha anh em. Và cái việc mà cửa kéo mà rơi cá giữa đường thì gần như không thể nào xảy ra. Lưỡi kéo này là mấy bữa nay mấy anh mà mới biết câu mà câu còn không sảy phát nào nữa thì thử hỏi mấy anh em mà kinh nghiệm lâu rồi thì khỏi cần phải lo ha. Chứ lại mấy anh em đi rừng nữa, gặp cá lớn nữa, gặp cá lớn mà gặp mấy lưỡi 50.000 đồ đó thì 100.000 nó hay bị sảy rồi đó, thì anh em cứ thử một lần thì sẽ biết. Ok. Ở đây mình có chục 11 cá. Như đây cũng làm cũng vất vả nha nè. Như đây khoan lỗ cũng lâu á. Đó. Mình thấy những anh em khác khoan lỗ á, người ta mua cái máy có mũi khoan rồi nó khoan qua, sau đó người ta cưa xuống. Thì xin thưa với các anh em luôn là thép này của mình không có khoan được nha anh em. Không có khoan lỗ kiểu đó được. Tại vì không có mũi khoan nào khoan qua nổi cái thép này đâu anh em. Đó. Mấy cái mũi khoan nó nhỏ nhỏ nó khoan là gãy mũi hết, không thể nào qua được ha. Thép này cứng ghê lắm, phải có chiêu đặc biệt. Cho nên những cái chiêu đó mình không thể nào mình quay mình chỉ cho anh em được, tại vì cái đó là cái việc riêng của mình, cái việc mình nghiên cứu ra mà đâu có chia sẻ cái kiểu đó được, anh em thông cảm. Cộng này 2 ly nhưng mà so với mấy cái lò xo heo dầu này kia đồ thì 3 ly cũng không bằng nó đâu nha anh em. Cứng ghê lắm. Cứng hơn nhiều. Còn mấy lò xo súng rồi thì nó mềm lắm.
mình không làm mấy cái lỗi đó nữa nè, nó mềm quá. Từ khi xài thép V10 này tới giờ quá chất lượng rồi, đảm bảo với anh em ha, lưỡi của mình không bao giờ rơi cá dưới đường. Lưỡi giật thì anh em sơ suất thì có thể xảy, nhưng mà lưỡi kéo thì gần như là không thể nào xảy nha anh em, trừ khi cá nhỏ quá nó ăn không nổi cái lưỡi câu thôi, cá mà dưới 100 gram á. Ok, anh em nào cần thì liên hệ với mình ha, để mình đi khoan mấy lưỡi này cái okay.